Lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất vào bất cứ lúc nào và trước khi thiền là mệnh lệnh từ Thượng Đế. Và Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư chia sẻ với chúng ta qua ân điển đầy phúc lành của Đức Chúa Trời. Chúng con khiêm tốn tôn thờ, ca ngợi, cảm tạ, vâng lời và thương yêu Thượng Đế toàn năng, đấng tối cao, đấng vĩ đại nhất cho thế giới thường chay, thế giới hòa bình và giải thoát linh hồn chúng con. Chúng con cảm tạ, thương yêu, ca ngợi con duy nhất của Thượng Đế. Đó là Minh Sư Tối Thượng vì sự cứu rỗi chúng con. Chúng con tuân theo lời giảng dạy của Chư Thánh Hiền. Chúng con cảm tạ, thương yêu và ca ngợi các Ngài, những vị đại diện của Thượng Đế, cho sự thăng hoa tâm linh của chúng con.